Website đào tạo Forex xin chào nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi bản audio với tựa con nghiện nhà đầu tư Forex và chuyên gia bánh vẽ lợi nhuận ở trên thị trường. Trong video này thì chúng tôi xin được chia sẻ về những giá trị mà bản thân nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Thì luôn luôn các nhà đầu tư sẽ nghĩ rằng thị trường này là đơn giản hay là gọi là dễ, và thì các chuyên gia Forex hay á quân Forex thế giới, hoặc những kẻ được gọi là thầy dạy Forex và những kẻ đánh quỹ ở trên thị trường và rất nhiều kẻ khác đã thuyết nhà đầu tư rằng thị trường này dễ dàng tạo ra lợi nhuận. Vậy thì tạo được ra lợi nhuận thì phải chứng minh được, và chứng minh thì phải bằng thực tiễn, giống như tôi đang giao dịch thực tế đây để cho nhà đầu tư xem xét và đánh giá. Khi các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này, mọi giá trị đều phải thấy rõ bằng thực tiễn, bằng chính những giao dịch mà các bạn phải xác định được đó là tài khoản live hay là tài khoản demo, và phải thấy rõ về điều này xuyên suốt trong một thời gian dài, ít nhất từ 3 cho đến 6 tháng, thì giá trị đó mới là giá trị để cho các bạn nhìn nhận. Tôi luôn luôn chia sẻ và có căn cứ để nhà đầu tư theo dõi. Và tôi xin được đi vào bản audio ngày hôm nay với tựa đề con nghiện nhà đầu tư Forex và bánh vẽ lợi nhuận của các chuyên gia Forex. Các chuyên gia Forex hay á quân Forex hoặc role trader hay nhiều năm kinh nghiệm tự phong cho bản thân mình trên thị trường Forex này đã tiêm nhiễm vào đầu rất nhiều nhà đầu tư Forex rằng sự tìm hiểu về thị trường Forex này với cái giá rất là đơn giản và những giá trị là lợi nhuận để thuốc nhà đầu tư Forex rơi vào cái bẫy của chính bọn chúng đang răng ra, mà chính bản thân nhà đầu tư vẫn luôn luôn gọi đó là thầy của chính bản thân mình. Đầu tư Forex không dễ như các thánh chuyên gia Forex hay á quân Forex hay role trader và nhiều năm kinh nghiệm tự phong đang tuyên truyền. Nào là một, chưa học xong thì tiền đã về; hai là đang học thì tiền về ngay tại lớp; ba là học xong là có thể tạo được ra lợi nhuận mỗi ngày ngay; bốn là tôi có thể giúp cho anh chị kiếm mỗi ngày 20 đến 50 đô khi học xong sau khóa học của chúng tôi. Những cái bánh vẽ lợi nhuận đầy sự dễ dàng này chính là mồi nhử của các chuyên gia Forex hay á quân Forex hay role trader và nhiều năm kinh nghiệm tự phong kia đang rất tâm lừa đảo và trục lợi vào điều này. Chúng xoáy sâu vào những giá trị đơn giản và dễ dàng và để tô điểm cho sự kém cỏi và thiếu năng lực của chúng mà thôi. Chính những điều này mà rất nhiều nhà đầu tư Forex đã quên mất một điều từ các chuyên gia Forex hay á quân Forex hoặc role trader hay nhiều năm kinh nghiệm này, đó chính là chứng minh thực tế và các giá trị để xác thực về điều mà chúng đang chia sẻ đến nhà đầu tư. Không chứng minh được thành công trên thị trường Forex mà các thánh chuyên gia Forex hay á quân Forex thế giới hay role trader và nhiều năm kinh nghiệm này đang chia sẻ, thì lấy khả năng gì chính nhà đầu tư Forex có thể tạo được ra lợi nhuận hay giá trị chứ ở đó mà kiếm được tiền trên cái thị trường Forex này. Bánh vẽ lợi nhuận dễ dàng và đơn giản cũng như bánh vẽ lợi nhuận dễ dàng và đơn giản, vậy chỉ là miếng mồi ngon để chúng vẽ vời ảo mộng và hứa hẹn đối với mọi nhà đầu tư Forex thiếu kinh nghiệm hoặc mới ở trên thị trường này. Song bản thân những người này thích giá trị lợi nhuận vẽ vời thì chỉ thích đốt tiền và đốt cháy giai đoạn và tham gia để bọn chuyên gia Forex hay á quân Forex và nhiều năm kinh nghiệm lợi dụng một cách triệt để mà thôi. Học xong từ các chuyên gia Forex hay á quân Forex hay role trader và nhiều năm kinh nghiệm vẽ về lợi nhuận này, chính bản thân nhà đầu tư Forex giữ nổ tài khoản của bản thân các bạn trên thị trường này hòa vốn, đó là đã là điều khó khăn và hạnh phúc. Chứ ở đó mà đòi tạo được ra lợi nhuận một cách bền bỉ trên thị trường giao dịch Forex.
sự nực cười của cái bánh vẽ về lợi nhuận của các chuyên gia Forex hay á quân Forex hay pro trader và nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường này trao cho con nghiện được mang tên là nhà đầu tư của chính mình, là bơm tiền vào thị trường Forex rồi giao dịch một cách điên cuồng. Và rồi cái mà chính mỗi nhà đầu tư Forex này có được từ cái bánh vẽ lợi nhuận đó chính là mất tiền tại ngay tại các lớp học, và học chưa xong thì đã mất mẹ nó tiền cho những cái bánh vẽ ảo tưởng về lợi nhuận trên thị trường giao dịch Forex này. Công cụ hữu dụng để sử dụng đó chính là mồi câu lợi nhuận cho con nghiện nhà đầu tư Forex của mình. Chúng mở các khóa học để kế tiếp hay các khóa nâng cao để dẫn dụ nhà đầu tư tham gia tiếp vào trong cả một quy trình lừa đảo mà chúng vạch ra, hoặc chúng sẽ chắc nịch rằng nếu học khóa học này đặc biệt này, nhà đầu tư có thể giao dịch được như chính chúng trên thị trường giao dịch Forex này mà ngay chính bản thân chúng còn không chứng minh được giao dịch, thì có nghĩa là các bạn sẽ không giao dịch được như chính bọn chúng ở trên thị trường giao dịch Forex này. Đó chính là sự rẻ tiền được các chuyên gia Forex hay á quân Forex thế giới hoặc pro trader nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường này trao cho con nghiện của bản thân mình, được cái mác mang tên là nhà đầu tư Forex, để cho bản thân những con nghiện này của chúng đớp phải để chúng tha hồ mà xé thịt trong sự trong sáng đến ngây thơ, dù tuổi đời có lọc lõi đến đâu bên ngoài kia của nhà đầu tư Forex đã bị lòng tham và dễ dàng làm mờ mắt. Nhà đầu tư Forex thích thuốc và trở thành con nghiện nhà đầu tư Forex, xin mời cứ lao theo lạc vào những kẻ đang trao cho chính bản thân các bạn cái gọi là phương pháp giao dịch Forex tạo ra lợi nhuận như những gì chúng nói, nhưng những gì chúng khẳng định và tuyên bố song không bao giờ có được sự chứng minh bằng giao dịch Forex Live và sâu lịch sử giao dịch để chứng minh giá trị chúng đang vẽ vời với chính nhà đầu tư. Thích bánh vẽ về lợi nhuận từ những chuyên gia Forex hay á quân Forex thế giới này hoặc là pro trader và nhiều năm kinh nghiệm, thì cái mà nhà đầu tư được mang được về và nhận được sẽ chỉ là những thành công đều và những ảo tưởng rằng mình có thể tồn tại được trên thị trường giao dịch Forex này, để rồi chính bản thân những con nghiện nhà đầu tư Forex này chỉ là bơm tiền chuyên nghiệp như những con nghiện ngoài đời thực khi đói thuốc bơm thuốc để thỏa mãn niềm đam mê của chính chúng mà thôi. Muốn tồn tại hay không muốn tồn tại, muốn tạo được ra giá trị hay không tạo được ra giá trị của bản thân, mỗi nhà đầu tư phải tỉnh táo để nhìn nhận cho rõ mọi vấn đề, chứ không phải nghe vẽ vời và hứa hẹn của bất cứ một kẻ nào được mệnh danh là chuyên gia Forex hay á quân Forex hoặc pro trader và nhiều năm kinh nghiệm về lợi nhuận trên cái thị trường Forex này. Lúc đó nhà đầu tư mới có thể nhìn nhận được ra rõ bản chất của vấn đề để bước đi những bước kế tiếp của cả một quá trình dài trên con đường hoàn thiện trên thị trường giao dịch Forex này. Đây là những gì mà bên trung tâm đào tạo Forex và bản thân chúng tôi chia sẻ đến nhà đầu tư trong những bản audio này, để cho nhà đầu tư nhìn nhận và hiểu được rõ về mọi giá trị ở trên thị trường đầu tư. Chúng tôi mong muốn rằng những giá trị chúng tôi chia sẻ và chứng minh bằng thực tế trong suốt thời gian dài của cả một quá trình phát triển của bên trung tâm đào tạo Forex sẽ hỗ trợ được cho nhà đầu tư đi đến đâu, học ở đâu. Nhà đầu tư hãy bắt những kẻ ngoài kia phải chứng minh giao dịch thực tế cho chính bản thân các bạn thấy rõ, giống như bên trung tâm đào tạo Forex và bản thân tôi đang chứng minh cho nhà đầu tư. Tôi xin chân thành cảm ơn toàn bộ mọi nhà đầu tư, xin chúc tất cả các bạn giao dịch thành công trên thị trường.